Kênh tin tức online xin kính chào quý vị khán giả thân mến của kênh. Xin chúc cho quý vị có một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi trân trọng gửi đến quý vị những thông tin vô cùng quan trọng và thú vị về thể thao Việt Nam. Đầu tiên là việc bóng chuyền Nam Long An tăng cường sức mạnh với chủ công người Campuchia. Tiếp theo là thông tin mẹ một con Nguyễn Thị Huyền viết tâm thư xúc động chia tay sự nghiệp điền kinh. Nối tiếp là thông tin về đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ đi tiếp nhờ kịch bản điên rồ nhất vòng loại Olympic 2024. Và cuối cùng là thông tin rất quan trọng và đáng được chú ý, đó là những thay đổi rất quan trọng tạo bước đột phá mới cho bóng chuyền nữ Việt Nam. Và ngay sau đây là những thông tin chính đầu tiên. Bóng chuyền Nam Long An tăng cường sức mạnh với chủ công Campuchia. Đội bóng chuyền Nam Long An đang có sự chuẩn bị chuyên môn để dồn sức cho vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm nay. Và dù không hề thuê được những ngoại binh nổi tiếng từ châu Âu hay Thái Lan, đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Vũ vẫn đặt niềm tin vào tay đập tăng cường tới từ Campuchia. Vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia tới đây, đội Nam Long An không thuê được chủ công quen thuộc người Campuchia trước đó là Voeun Veana. Thay vào đó, đội bóng đã đặt niềm tin vào một tay đập khác tới từ Campuchia là chủ công Koulmon. Chúng tôi không thuê được Voeun Veana là thật tiếc bởi cầu thủ này đã có hợp đồng thi đấu ở giải bóng chuyền Đài Bắc Trung Hoa. Tay đập Koulmon đã được đội bóng mời về và đăng ký trong danh sách ngoại binh là người phù hợp về chuyên môn. Đội bóng đang tập luyện để nỗ lực thi đấu tốt nhất tại vòng 2 giải vô địch quốc gia năm nay. Các đội đều có sự tăng cường mạnh mẽ. Đội Nam Long An rất thận trọng về khả năng chuyên môn của mình. Huấn luyện viên Nguyễn Quốc Vũ đã trao đổi với báo chí. Năm ngoái, đội Nam Long An đã thuê Voeun Veana thi đấu trong đội hình và đội bóng trụ hạng thành công sau lượt đấu chung kết ngược. Năm nay, tại vòng 1 giải vô địch quốc gia, huấn luyện viên Nguyễn Quốc Vũ và các học trò mới chỉ có một trận thắng. Vì thế, trong vòng 2, ông Vũ cho biết tất cả rất quyết tâm phải thực hiện được cơ hội trụ hạng thành công dù rất khó khăn. Vào lúc này, tất cả các thành viên của đội bóng đã có mặt tại Đăng Nông chuẩn bị sẵn sàng thi đấu vòng 2 giải vô địch quốc gia. Ông Vũ cho biết mấu chốt thành công của đội bóng vẫn là cầu thủ phải quyết tâm cao nhất vào từng trận. Đội Nam Long An xem như cuộc đấu chung kết và nỗ lực không thể để sơ sẩy. Nếu lúc này, đội nữ VTV Bình Điền Long An luôn được đánh giá cao về chất lượng đội hình và nhóm đầu của giải đấu vô địch quốc gia thì các đồng nghiệp Nam và đội bóng chuyền Nam Long An không còn ở vị thế đội bóng nhóm đầu. Những năm gần đây, đội Nam Long An thường xuyên trong tình trạng phải thi đấu để trụ hạng. Đội bóng có nguồn xã hội hóa tài trợ vừa đủ. Tuy thế, vấn đề con người vẫn chưa thể giải quyết. Điều ấy nằm ở câu chuyện bóng chuyền Nam Long An ít trình làng tay đập chuyên môn tốt từ công tác huấn luyện đào tạo trẻ, dù trước đây đội bóng này đã là nơi đào tạo hàng đầu của bóng chuyền Nam khu vực Việt Nam. Ông Vũ cũng cho biết tại vòng 2 giải vô địch quốc gia năm nay, đội hình nội binh của Nam Long An không có gì thay đổi so với vòng 1 và sơ bộ gồm Hùng Tín, Thanh Phong, Trung Lương, Tiến Phát, Hữu Bằng, Hoàng Khang, Hoài Hận, Hữu Tài, Hữu Trường, Văn Anh, vân vân. Ngoại binh Koulmon là chủ công chính của đội tuyển bóng chuyền Nam Campuchia từng giành huy chương bạc SEA Games 32 và huy chương đồng SEA Games 31 dự ASEAN 19. Được làng bóng chuyền Campuchia mệnh danh là mũi tên tốc độ cũng như sở hữu chiều cao đáng nể 1m98. Hiện lúc này, ban huấn luyện đội Nam Long An có sự chuẩn bị về chuyên môn tốt nhất để hy vọng sự kết hợp giữa Koulmon cùng Hoài Ân, Hữu Trường, Ngọc Chí nhằm tạo nên mũi đập quan trọng, hiệu quả nhất. Tại vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia, đội Nam Long An được nằm ở bảng đấu tại Đắk Nông cùng các đội Sanne Khánh Hòa, Thể Công Tân Cảng, Hà Tĩnh và Thành phố Hồ Chí Minh. Và kính thưa quý vị và các bạn, nối tiếp là thông tin mẹ một con Nguyễn Thị Huyền viết tâm thư xúc động chia tay sự nghiệp điền kinh. Mẹ một con Nguyễn Thị Huyền đã quyết định chia tay sự nghiệp điền kinh với một bức tâm thư đầy xúc động trên trang cá nhân. Nữ hoàng điền kinh Nguyễn Thị Huyền mới đây đã chia sẻ một bài đăng trên trang Facebook cá nhân. Theo đó, ba mẹ một con đã viết một đoạn thư đầy xúc động chia tay sự nghiệp điền kinh. Kết thúc giải đấu của năm cũng là kết thúc của cuộc đời vận động viên, có quá nhiều cảm xúc. Chỉ biết rằng biết ơn những năm tháng ấy của tuổi thanh xuân 15 năm dành trọn cho điền kinh.
Sự cố gắng nỗ lực của năm tháng ấy luôn có những trái ngọt cho ta hoàn thành những mục tiêu của chính mình, lo được cho bản thân và gia đình, có một công việc mình yêu thích, có một gia đình nhỏ của riêng mình. Để đạt được những điều ấy không phải là sự cố gắng của riêng bản thân mà may mắn gặp được. Một người thầy Vũ Ngọc Lợi như một người cha luôn nghiêm khắc khi ta mắc lỗi, luôn yêu thương vỗ về khi ta thất bại, luôn chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống. Cảm ơn mọi người luôn đồng hành, dành tình cảm đặc biệt, yêu thương cho em trong suốt chặng đường vừa qua. Em xin gửi lời cảm ơn tới Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội, Trung tâm Thể thao Thành tích cao Nam Định luôn tạo điều kiện tốt nhất cho em được tập luyện và thi đấu. Chúc bản thân bước trên con đường mới gặp nhiều may mắn, Nguyễn Thị Huyền xúc động chia sẻ. Trước đó, vận động viên sinh năm 1993 đã khóc sau khi hoàn thành phần thi 400m rào ở giải vô địch Điền Kinh 2023. Cô đã giành huy chương vàng ở nội dung này với thành tích 1 phút 0,08 giây. Tuy nhiên, giọt nước mắt đã đến từ quyết định giải nghệ sau đó. Sau khi kết thúc phần thi, Nguyễn Thị Huyền đã bước tới ôm chầm lấy người thầy của mình là huấn luyện viên Vũ Ngọc Lợi. Cả hai đã khóc trong ngày thi đấu cuối cùng của Nguyễn Thị Huyền với tư cách là vận động viên. Hai thầy trò đã gắn bó với nhau trong suốt 15 năm qua và đây là khoảnh khắc cuối cùng họ sát cánh với nhau trên đường chạy. Nguyễn Thị Huyền sẽ từ giã sự nghiệp vận động viên sau giải Điền Kinh vô địch quốc gia 2023. Chân chạy sinh năm 1993 sẽ lui về làm công tác huấn luyện và chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình. Cô đã giành tới 13 huy chương vàng SEA Games. Chân chạy người Nam Định đã đi vào lịch sử khi trở thành vận động viên giành nhiều huy chương vàng Điền Kinh nhất trong lịch sử SEA Games. Nguyễn Thị Huyền giành tổng cộng 13 huy chương vàng trong 5 kỳ SEA Games. Tại SEA Games 32, Huyền giành được 3 huy chương vàng, 1 huy chương vàng cá nhân 400m rào nữ, 2 huy chương vàng đồng đội. Và tiếp theo là thông tin về đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đi tiếp nhờ kịch bản điên rồ nhất vòng loại Olympic 2024. Kính thưa quý vị, cơ hội để đội tuyển nữ Việt Nam đi tiếp tại vòng loại thứ 2 Olympic 2024 là vẫn còn dù rất mong manh với kịch bản ở lượt trận cuối. Sau trận thua đáng tiếc trước chủ nhà Uzbekistan ngày ra quân, đội tuyển nữ Việt Nam đã đánh bại Ấn Độ 3-1 để có thắng lợi đầu tiên tại bảng C vòng loại thứ 2 Olympic 2024. Trong khi đó, Nhật Bản tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội khi vượt qua đối thủ chủ nhà 2-0 để duy trì ngôi dẫn đầu sau 2 lượt trận. Đội tuyển nữ Việt Nam đứng thứ 2 với 3 điểm hơn hiệu số với Uzbekistan là dương 1 so với âm 1. Ở lượt trận cuối, đội tuyển nữ Việt Nam đối mặt với thử thách cực lớn trước Nhật Bản, còn Uzbekistan gặp đối thủ yếu Ấn Độ. Cơ hội đi tiếp với thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đang rất mong manh nhưng không phải là đã hết. Vòng loại thứ 2 Olympic 2024 sẽ lấy 3 đội nhất bảng cùng một đội nhì có thành tích tốt nhất. Về xếp thứ bậc, tiêu chí lần lượt là điểm số, hiệu số bàn thắng bại, số bàn thắng rồi mới đến thành tích đối đầu nếu có từ 2 đội trở lên bằng điểm. Theo đó, một kịch bản điên rồ giúp Việt Nam vượt qua vòng loại thứ 2 Olympic 2024 nếu đánh bại Nhật Bản với cách biệt lớn hơn Uzbekistan, đội nhiều khả năng thắng dễ Ấn Độ. Khi ấy, Huỳnh Như và các đồng đội sẽ giành nhất bảng và vé đi tiếp. Trong trường hợp hòa Nhật Bản, đội tuyển nữ Việt Nam cần Uzbekistan thua Ấn Độ để cạnh tranh suất nhì bảng tốt nhất. Hiện tại, Việt Nam đang xếp thứ 2 trong nhóm các đội nhì bảng, nhưng bất lợi hơn 2 đội là Triều Tiên và Philippines. Nếu thua Nhật Bản, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung cần giữ cách biệt ở mức tối thiểu, đồng thời hy vọng Uzbekistan cũng thất bại trước Ấn Độ. Dưới đây là kịch bản cần đồng thời xảy ra để đội tuyển nữ Việt Nam đi tiếp. Đội tuyển nữ Việt Nam đi tiếp khi xảy ra cùng lúc các kịch bản: bảng A, Philippines không thắng Iran; bảng B, Triều Tiên không thắng Thái Lan, Trung Quốc thua Hàn Quốc; bảng C, Việt Nam thắng Nhật Bản, Uzbekistan không thắng Ấn Độ; hoặc Việt Nam hòa Nhật Bản, Uzbekistan thua Ấn Độ. Dù khó khăn, hòa Nhật Bản vẫn là mục tiêu thiết thực hơn so với thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Ngay cả khi không vượt qua vòng loại thứ hai, đội cũng thay đổi lịch sử trước đối thủ mạnh để tạo nên dấu ấn lớn cho bóng đá Việt Nam. Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Nhật Bản sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 1 tháng 11. Và kính thưa quý vị và các bạn, sau đây là thông tin vô cùng quan trọng. Những thay đổi rất quan trọng tạo bước đột phá mới cho bóng chuyền nữ Việt Nam. Trong bóng chuyền nữ Việt Nam đã chứng kiến những bước tiến ngoạn mục kể từ đầu năm tới.
nhưng chúng ta thậm chí có thể kỳ vọng vào sự phát triển mới lên một tầm cao hơn. Có thể nói 2023 là năm chứng kiến sự phát triển mang tính đột phá và bước ngoặt của bóng chuyền nữ Việt Nam. Đội bóng chuyền nữ quốc gia của chúng ta đã tham gia tới 8 giải đấu tới thời điểm này và chinh phục nhiều cột mốc lịch sử, trong đó đáng chú ý là lần đầu tiên vô địch châu Á cấp câu lạc bộ, lần đầu tiên tham dự giải đấu tầm thế giới VVB Challenge Cup, lần đầu tiên vô địch châu Á cấp đội tuyển quốc gia AVC Challenge Cup, lần đầu tiên lọt vào top 4 giải vô địch châu Á, lần đầu tiên lọt vào top 4 ASEAN. Đối với các câu lạc bộ trong nước, chưa bao giờ chúng ta chứng kiến làn sóng ngoại binh ồ ạt vào giải vô địch quốc gia của Việt Nam đông đảo như thế. Đến lúc này, tất cả 10 đội bóng chuyền nữ của Việt Nam đều đã thuê ngoại binh đánh vòng 2 giải vô địch quốc gia khởi tranh từ ngày 3 tháng 11 năm 2023. Sự hiện diện của rất nhiều ngoại binh giúp nâng cao tính cạnh cho giải vô địch bóng chuyền quốc gia của Việt Nam, cũng như nâng cao chất lượng chuyên môn cho giải đấu và thúc đẩy sự phát triển bóng chuyền nữ Việt Nam nói chung. Không dừng lại ở đó, bóng chuyền nữ Việt Nam được quy hoạch xuống còn 8 đội vào năm 2025 nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng chuyên môn và tính cạnh tranh cho giải đấu. Hiện chúng ta có 10 đội bóng chuyền nữ. Các đội chuẩn bị đánh vào vòng 2 và sau đó là vòng chung kết phân hạng để xác định đội vô địch và đội sắp xếp sau. Kết thúc vòng 1, Ngân hàng Công Thương và Thanh Hóa là hai đội toàn thua cả 4 trận. Ở vòng 2, các đội được chia làm hai bảng C và D thi đấu ở Đắk Nông và Gia Lai. Hai đội bét bảng C và D sẽ xuống chơi ở hạng A toàn quốc, còn đội vô địch giải hạng A toàn quốc mùa này sẽ lên chơi ở giải vô địch quốc gia mùa sau. Như vậy, mùa sau giải vô địch bóng chuyền Việt Nam có 9 đội tham dự. Ở mùa sau 2024, thể thức thi đấu vẫn giống mùa này, vẫn sẽ có hai đội phải xuống hạng và đội vô địch giải hạng A toàn quốc mùa giải 2024 sẽ giành quyền thăng hạng. Như vậy, ở mùa giải 2025, giải vô địch bóng chuyền Việt Nam sẽ chỉ còn 8 đội tham dự. Với số đội được cắt giảm cộng với làn sóng đổ bộ của các ngoại binh, chất lượng chuyên môn của giải vô địch bóng chuyền quốc gia hứa hẹn sẽ còn nâng cao hơn nữa. Khi trình độ chuyên môn của các đội bóng tham dự vô địch quốc gia được nâng cao hơn thì chúng ta mới có hy vọng để cải thiện trình độ và hiệu quả thi đấu của bóng chuyền Việt Nam, từ đó hướng tới những mục tiêu chinh phục mới trong tương lai.